bạn nhân viên mới không phê được khổ lắm. Đông khách không em? Đông của ai ạ? Thực sự nó thế đấy. Mệt lắm. Mỗi lúc đi ăn sáng không phải đơn giản đâu. Gạ chủ quán từng tí một mới được. Anh ơi, ngày mai để bán khách bán chặt có ngủ. Mai đến đây em tiếp anh toàn hoàng không? Thôi đợi một tí cho nó ngon này ạ. Đấy cho. Bốn người rồi bạn. Nào. Các bạn nhé, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trong quán Tú Uyên và hôm nay là ngày 1 đầu tháng. Ở đây quán cháu lòng rất là đắt hàng nhé. Vậy chúng ta xem hôm nay chị làm cái món gì đây. Đây, đầu tiên chúng ta thấy ở đây như anh chủ anh nói, đây là những bát tên ngựa đã đánh sẵn ra. Và khách đến đây thì có để thưởng thức luôn rồi. Đây, ở trên đây chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái đồ chị đã chuẩn bị sẵn. Bên này là gan này, vách ngăn này. Đây, bên này là lòng các bạn nhé. Lòng rất là ngon. Bên này là cả dạ dày, bốn tim cũng như là phổi. Đặc biệt bên này là món chả rất là ngon. Đầy đủ hết cả thịt vách ngăn, nhiều người hút. Ờ, đầy đủ. Vừa vách ngăn, đây là lưỡi đúng không? Đây là cái mán. Là lưỡi. Cho người ta hút, người ta. Ờ. Đảm song hành luôn cho anh ở bên này luôn đúng không? Đúng, đảm hai bên kia. Anh nhìn chờ. Bác kia ngồi đợi tẹo nhỉ? À hôm nay lại làm cả phóng sự này à? Dạ vâng. Cái người rồi, được đấy. Được đấy. Quay cả ông chủ đó, nhìn nó không khái đẹp trai. Quay không khác được rồi. Anh đang đánh đổi nhá. Lên đòi nợ mày lắm. Đấy. Anh em nó quay mày cho nó miếng ngon đấy. Anh thì nhớ được cái gì? Đâu. Con hết rồi, làm rồi. À, mất rồi. Anh quen toàn gọi mang về nhớ. À. Vách ngăn cháy tỏi. Anh sao, chị sao? Mường Thanh này, các tỉnh, các nơi khác đi là còn rất hay ăn này. Ờ? Chắc là họ xem, họ biết. Hay là qua qua giới thiệu. Đến lần trước cái này kia rủ mày ăn hay là... Ờ, đấy, qua giới thiệu. Làm luôn hai đĩa luôn. Mâm 10 người là... À, chia hai bàn đúng không anh? Làm hai bàn. Ờ. Thế chiều anh có ra đây hộ bán không? Hay là vẫn một mình thôi? Chiều ra toàn anh mình bán. Toàn mình đấy bán à? Thế giờ còn tối còn làm không? Chắc là chưa làm nhỉ? Mới ra này chưa? Không có người làm. Cô nuôi bê cháu cái này chưa? Thank you.
Đấy, đây là món vách ngăn cháy tỏi à? Nó cũng gần như nhau nhưng mà mỗi tội cái chàng nó sẽ ngậy hơn. Nó ngậy hơn. Nhưng mà em lại thích cái độ dai dai của cái lòng xe điếu. Đúng rồi. Đấy, mỗi người không cái. Cái chàng gọn lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đúng là lòng xe điếu. Nhìn rất là ngon. Tràn đầy mồm. Vâng vậy. Đó. 50.000 một đồng người. Đấy, là đồi khấu đuôi. Rồi là ngon. Rồi là ngon anh. Ừ. Món gì cũng chấm mắm tôm, mình thích mắm tôm. Nó rất là béo, ăn rất sướng. Rất ngậy.